Ủy ban nhân dân phường Châu Phú B phối hợp Ủy ban mặt trận phường vừa trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh và bảo vệ dân phố có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Dịp này đại diện nhà tài trợ đã trao 50 thẻ bảo hiểm y tế và những phần quà cho các em học sinh và bảo vệ dân phố với tổng kinh phí trên 34 triệu đồng do Ủy ban nhân dân phường Châu Phú B phối hợp Ủy ban mặt trận phường vận động từ nguồn hỗ trợ của ông Huỳnh Văn Đông, chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang việc trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho các em học sinh bảo vệ dân phố có hoàn cảnh khó khăn là một nghĩa cử hết sức nhân dân của các mạnh thường quân góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế học sinh trong trường học qua đó phát quy truyền thống văn hóa tốt đẹp tương thân tương ái của các mạnh thường quân góp phần lan tỏa hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế đến với người dân